bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp nhất, ngay ngắt đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Và có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Xin chào! Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Bóng đá thế giới đã trải qua một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà làng túp cầu năm 2020 bớt đi sự hấp dẫn và hoành tráng. Những trận đấu đầy kịch tính, gây cấn vẫn diễn ra dù trên khán đài vắng đi sự cổ vũ của khán giả. Và đặc biệt, không thể không kể đến những siêu phẩm bàn thắng đẹp trong những trận cầu ấy, thứ gia vị kích thích cảm xúc của những con tim yêu bóng đá. Bây giờ hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại 100 bàn thắng tuyệt đẹp của năm 2020 nhé! Valentino Lazaro đã có một pha lập công đẳng cấp khiến Bundesliga dậy sóng. Trong khoảng thời gian bù giờ hiệp 2, Patrick Herdmann đã tạt bóng vào trong vòng cấm. Lazaro bị các cầu thủ Leverkusen theo kèm rất sát nên ít người tin anh sẽ làm nên chuyện. Song ở khoảnh khắc cuối cùng, Lazaro bất ngờ thi triển tuyệt kỹ vua bò cạp. Anh ngã người về trước và sử dụng gót chân dứt điểm, khiến người hâm mộ há hốc mồm ngạc nhiên. Đó là một kỹ năng làm bàn cực kỳ khó thực hiện, nhưng sao Club Bách đã thực hiện thành công. Trên sân nhà, Bayern nã vào lưới Atletico 4 bàn trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A Champions League mùa giải 2020-2021. Trong đó có một siêu phẩm của Tolisso. Ở tình huống này, cầu thủ Atletico phá bóng ra đúng tầm chân của Tolisso để cầu thủ này thực hiện cú sút căng như kẻ chỉ, không cho thủ thành Oblak một cơ hội cản phá. Barcelona đã gây thất vọng lớn khi thua Atletico 0-1 trên sân Metropolitano ở vòng 10 La Liga. Carrasco là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở cuối hiệp 1. Trong tình huống đó, trung vệ Gerard Piqué lên tham gia tấn công và để mất bóng ngay trên phần sân của đội chủ nhà Atletico Madrid. Angel Correa lập tức phất bóng dài cho Yannick Carrasco bứt tốc băng lên. Không ai nghĩ thủ thành Ter Stegen lúc này cũng đã dâng lên đến gần vạch vôi giữa sân và giật mình lao vào cản phá tiền đạo người Bỉ. Không khó để Carrasco lừa bóng qua Ter Stegen và sút thẳng vào khung thành Barcelona bỏ trống từ khoảng cách 36m. Arturo Vidal đã tỏa sáng trong trận đấu với Peru và giúp đội tuyển Chile có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Trong đó đáng chú ý là siêu phẩm mở tỷ số. Ở phút 20, ngôi sao của Inter Milan đã tung cú sút xa táo bạo ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Peru. Thủ thành Gales chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Hakan Calhanoglu đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Atalanta hôm ngày 4 tháng 12. Phút 24, khi AC Milan đang bị dẫn trước 0-2, chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ đã có một pha sút phạt đẳng cấp khiến thủ môn của Celtic đứng hình. Bàn thắng ấy đã mở ra cuộc lội ngược dòng cho Rossoneri ngày hôm ấy.
Vào đầu năm, Curtis Jones đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Liverpool đánh bại Everton với tỷ số 1-0 ở FA Cup, trở thành cầu thủ trẻ nhất của The Cop ghi bàn ở trận Derby Merseyside kể từ khi Robbie Fowler làm điều đó năm 1994. Thân binh Alessandro Florenzi đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại PSG với pha xử lý ngẫu hứng bằng cú vuốt bóng sống ngay trong vòng cấm đội khách găm thẳng vào góc xa mở tỷ số trận đấu. Siêu phẩm được lập trong trận PSG hủy diệt Angers 6-1 ở vòng 6 League One. Hôm ngày 6 tháng 2, Borussia Dortmund đã bị Werder Bremen loại khỏi cúp quốc gia Đức sau khi nhận trận thua 2-3. Điểm sáng duy nhất của đội bóng vùng Ruhr ngày hôm đó đến từ Gio Reyna, một sao mai đầy triển vọng. Cầu thủ sinh năm 2002 đã tạo nên một siêu phẩm cứa lòng khiến dư luận chú ý. Tại vòng 3 ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021, tiền vệ James Maddison mới chỉ bình phục chấn thương, bởi vậy anh không đá chính trước Man City. Ngôi sao sinh năm 1996 vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh nhanh chóng để lại dấu ấn với một siêu phẩm nâng tỷ số lên 4-1 cho Leicester. Cụ thể, phút 77, nhận bóng từ Mendy, James Maddison dẫn bóng từ cánh trái vào giữa trước khi tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp, găm bóng vào góc cao trong sự bất lực của Ederson. Man City tiếp Porto trên sân nhà trong trận đấu thuộc bảng C Champions League mùa giải 2020-2021. Khi Man City đang có thế trận tốt thì họ bất ngờ bị thủng lưới. Phút 14, Diaz chuyền bóng thiếu chính xác vào chân của Uribe và cầu thủ này ngay lập tức chọc khe cho Luis Diaz. Cầu thủ này dốc bóng từ cánh trái sang cánh phải trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc đánh bại Ederson. Trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, Real Madrid đã giành chiến thắng thuyết phục trước Barca. Trong đó, bàn ấn định tỷ số 3-1 là một pha bóng rất ấn tượng. Trong một pha tấn công, Real Madrid đã đưa được bóng tới vòng cấm địa của đội chủ sân Camp Nou và khiến mọi việc trở nên vô cùng dễ dàng. Dù thủ thành Neto đã cản phá được pha chọc khe của Modric, nhưng sau đó bóng đã trở lại chân của chính cầu thủ này và quả bóng vàng 2018 đã có pha xử lý rất bình tĩnh. Tiền vệ người Croatia đã làm động tác giả đánh lừa Neto hai lần, rồi kết liễu số phận của Barca với pha vẫy bóng điều nghệ. Frank Ribery đã có pha solo và ghi bàn đẹp mắt để mở tỷ số cho Fiorentina trong cuộc đối đầu với Lazio tại vòng 28 Serie A. Tuy nhiên, anh vẫn không thể giúp La Viola tránh khỏi một thất bại trước Lazio. Phút 78, trận đấu giữa Porto và Moreirense tại vòng 33 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Thời điểm các cầu thủ Porto đã dẫn đối thủ đến 3 bàn và đá gần như biểu diễn. Nhận bóng từ Otavio trong thế quay lưng với khung thành, Diaz nhanh trí thực hiện cú giật góc đưa bóng ra phía sau hàng hậu vệ Moreirense. Có đến 6 cầu thủ đội khách bất ngờ với pha xử lý này của Diaz và không kịp dăng bẫy việt vị. Kết quả là Otavio thoát xuống đối mặt với thủ môn Bacitano và chuyền sang cho Tiquinho Suarez đệm bóng vào lưới trống.
Một bàn thắng đẹp ở khả năng phối hợp ăn ý của các cầu thủ Porto và trên hết là sự tinh tế trong cú đánh góc loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương của Luis Diaz. Vừa rồi là những bàn thắng đẹp trong năm 2020. Bạn ấn tượng với bàn thắng nào thì nhớ cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.